Chủ nhật ngày 9 tháng 11 vừa qua, Hội Bác Ái Francisco đã tổ chức bữa cơm tình thương để gây quỹ giúp đỡ trẻ em mồ côi khuyết tật, bệnh nhân phong cùi tại Việt Nam, tại nhà hàng Lee's Garden. Hội Bác Ái Francisco dưới sự điều hành của Linh Mục Linh Hướng Trịnh Tuấn Hoàng là một tổ chức thiện nguyện vô vụ lợi với mục đích giúp người nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật không phân biệt tôn giáo, sắc tộc. Chương trình gây quỹ đã thật thành công với sự đóng góp của các ca sĩ Mỹ Lan, Thúy An, Lưu Việt Hùng và màn ảo thuật độc đáo của ảo thuật gia Minh Trần. VNTV cũng đã có mặt và xin gửi đến quý vị phần phóng sự sau đây. Còn kính chúc toàn thể quý vị một buổi văn nghệ thật vui tươi và một bữa cơm thật ngon miệng. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và một tràng pháo tay đối với ban nhạc của chúng ta, thưa quý vị. Chuyện tình mình chưa nghe rồi, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mắt bên tình ai, có hai đứa trong ta. Con đã tâm nguyện khi lớn lên mình sẽ làm những công việc giúp đỡ trẻ mồ côi khuyết tật, những đứa trẻ không có cha, không có mẹ. Và đến giờ phút này thì Hội Bác Ái Francisco đang nuôi 2.200 em bé mồ côi ở trong Việt Nam và hiện giờ phút này đang nuôi 800 em bé Việt Nam ở Campuchia, được cấp sách đến trường, được ăn cơm mỗi ngày và được đi học. Và một mình con thì không làm được những công việc đó, nên cần đến bàn tay đóng góp yêu thương của tất cả mọi người, đặc biệt là quý vị đồng hương hải ngoại. Thank you.